Hello, xin chào các bạn. Hôm nay là đi đường về tới cầu y tới tới đâu ta? Kinh Nhiêu Lộc bên đường Trường Sa. Đó, hiếm hoi lắm mới thấy xe lửa chạy nha. Bây giờ mình sẽ ngừng lại. Nãy giờ là đi qua luôn mà không qua luôn á, ngừng lại luôn để quay cái cảnh xe lửa này nha. Xe lửa đây là từ bến xe Hòa Hưng qua, chắc là vắng que ai đâu đi. Có một cái cục thôi, có một cái cục một. Ôi giời ơi, chờ đợi suốt, chờ đợi hết 10 phút đó các bạn. Xe ngoài sau là nó hỏi ủa sao không đi. Đó, đợi 10 phút để mà quay cho các bạn coi một chuyến xe, ý một toa tàu. Tưởng là một đoàn tàu như ai ngờ là một cái đầu tàu. Cái tàu đó là sắp đi vào dĩ vãng này nha. Dĩ vãng sau này muốn gặp cái đó không có được đâu á. Bạn thấy một cái đầu tàu như vậy mà nó chạy ngang thành phố là bao nhiêu cái đường ngang và ngõ tắc là đều phải có người trực á. Một cái chuyến tàu xe lửa mà nó biết bao nhiêu nhân viên đúng không? À, cũng hay đi đường này, hôm nào mà có dịp mà đoàn tàu mà một đoàn tàu luôn á, có mới mười mấy 20 toa đó, mình sẽ quay tiếp cho các bạn nha. Đây là đường Hoàng Sa Trường Sa Kinh Nhiêu Lộc á, chạy ngang đây lâu gặp hoài à. Tại đây nha.